Nói thật với tất cả mọi người trong trường quay hôm nay là em thì là 29 mùa Valentine là cô đơn. Cô đơn. Dạ, nguyên Zin, nguyên Đại, nguyên Kiện. Chị nói thiệt, em ngày hôm nay mà em nhấn nút một cái thôi là món quà vô giá với cái người đàn ông bên đó đó. Còn một món quà nữa. Anh thì không có khéo tay, không biết được làm đồ handmade cho nên anh có đồ Hindu vậy. Đây là trứng gà, từ tay anh nuôi từ nhỏ đến lớn và mang đến để tặng em. Trời ơi, trứng gà hả? Dạ. Trời, trứng đây là trứng gà của nhà luôn ạ. À. Chào các khán giả trong trường quay. Rồi, ngồi đi, bình tĩnh nào. Dạ. Em tên gì? Dạ. Em tên là Nguyễn Duy Thành, hôm nay là vừa tròn 32 tuổi. Hôm nay là vừa tròn, có nghĩa là hôm nay sinh nhật em à? Dạ đúng rồi, hôm nay là sinh nhật em cái gì? Happy birthday, trời ơi. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật nha. Hy vọng hôm nay chúng ta sẽ gặp nhiều may mắn trong việc bấm nút. Dạ em thì sinh ra ở Đắk Lắk nhưng mà quê gốc là ở Hà Tĩnh. Hiện tại thì em đang làm điện lạnh và có mở một shop thời trang ở Đắk Lắk. Rồi, còn mời đàn gái. Xin chào chị Hồng Vân, anh Quỳnh Linh, bạn đang ngồi bên kia cũng như là toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Phạm Thị Hải Yến, năm nay em 29 tuổi. Quê của em là ở Hà Tĩnh nhưng mà em sinh ra và lớn lên ở Đắk Lắk. Thì hiện tại thì em đang sinh sống và công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là chuyên viên tổ chức nhân sự. Em nói luôn về cái điểm mạnh và điểm yếu của em đi. Điểm mạnh của em là thân thiện, gần gũi và luôn cố gắng để giúp đỡ mọi người. Còn điểm yếu của em là người sống nội tâm và suy nghĩ hơi nhiều nên là rất là khó quyết đoán khi đưa ra cái quyết định nào đó. Mời bạn trai. Dạ. Ưu điểm, khuyết điểm là em, gì? Em ưu điểm thì nói chung là mọi người thì nói là cũng hiền lành. Em thì biết nấu ăn, công việc trong nhà thì em là dân kỹ thuật cho nên em có thể làm được hết. Nhưng mà em có cái tật xấu gì không? Tật xấu thì em có hơi nóng tính. Và làm điện lạnh mình phải lạnh tính chứ sao nóng tính. Nếu mà trong công việc á, thì em rất là nghiêm túc, làm việc thì đến nơi đến chỗ này. Rồi, được tình duyên bên đàn gái thế nào? Nói thật với tất cả mọi người trong trường quay hôm nay là em thì là 29 mùa Valentine là cô đơn. Cô đơn. Rồi còn Olizin luôn. Dạ, nguyên Olizin. Olizin luôn. Dạ, nguyên Zin, nguyên Đại, nguyên Kiện. Chị nói thiệt, em ngày hôm nay mà em nhấn nút một cái thôi là món quà vô giá với cái người đàn ông bên đó đó. Dạ, em cũng đang mong có món quà lớn nhất đời của em hôm nay đó chị ơi. Bên đây trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em thì chính thức thì mới có một mối tình thôi. Quen biết khoảng 2 năm nhưng mà sau đó không hợp thì cũng chia tay. Lâu chưa? Dạ, cũng hơn 3 năm rồi. Thôi bây giờ mình phá nháp đi. Mình làm lại từ đầu ha. Đây là mối tình coi như là có thể mối tình cuối. Bạn gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em không quá kén chọn mà cũng không có mẫu người đàn ông lý tưởng. Em chỉ cần một người là bề ngoài thì phải tương đối dễ nhìn, là một người đàn ông chân thành và đem đến cho em cảm giác ấm áp và có thể tin tưởng được, có công việc ổn định nè. Còn bạn bên kia? Em muốn mẫu hình lý tưởng của em thế nào? Mẫu hình của em thì cũng đơn giản thôi ạ. Chỉ yêu cầu người đó cao trên 1m55 và tính tình thì có thể pha trộn một chút giữa hiện đại và có thể mình công tránh. Rồi em không thích ở bạn nữ cái điều gì? Dạ, em không thích ở bạn nữ là nếu mà trang điểm lè lè quá hoặc là nhuộm tóc nhiều màu thì em cũng không thích ạ. Nhiều khi son là môi trên đỏ, môi dưới tím, nó lạ gì chẳng hạn. Tao thích sao tao làm điểm, sao tao thấy đẹp là được rồi. Còn em thì sao? Cái điểm mà em không thích ở người bạn trai? Dạ, em không thích người bạn trai hút thuốc, rượu chè, cờ bạc. Ảnh dành là thời gian quá nhiều cho những mối quan hệ bên ngoài á, mà không có sự quan tâm tới gia đình. Có lẽ em không thích người đàn ông là ki bo, da trẻo. Có cái gì trong đó không em? Có thể em có tính hơi tiết kiệm một xíu chứ không đến mức mà ki bo keo kiệt. Tiết kiệm khác, ki bo khác. Dạ. Và em thì không hút thuốc và không uống rượu. À không phải là không uống rượu, nhưng rượu thì có thể uống một ít với bạn bè. Em thấy anh hiền mà. Dạ. Em rất là hiền mà anh nghĩ em không bao giờ có những cái tính cờ bạc rượu chè lăng nhăng kia đâu nha. Dạ em chào anh. Chào em gái dễ thương. Dạ. Nếu như mà hai người đồng ý hẹn hò đó thì khoảng bao lâu mình cho đàn trai bước tới? Bước tới là bước tới giai đoạn nào anh? Giai đoạn hôn nhân luôn đó. Em sẵn sàng rồi anh. Về lý thuyết là em đã chuẩn bị rất là đầy đủ rồi. Ồ vậy đó hả? Đúng rồi anh.
Năm nay người ta 29 tuổi rồi. Thì bên kia chuẩn bị là mình bước tới là đón đó. Dạ em cũng vậy. Nhưng mà em đã chuẩn bị gì cho cái cuộc bước tới đó chưa? Dạ nói chung là công việc thì hiện tại ở quê ổn định. Nếu mà bạn về quê với em thì chắc chắn là đầy đủ hết rồi. Có nhà cửa chưa? Dạ có rồi. Còn bạn không về quê mà muốn lập nghiệp ở tại nơi bạn thì được không? Trước đây em có làm việc ở Sài Gòn gần chục năm và em cũng mới về. Thì công việc ở đây em cũng khá là ổn định. Nếu mà muốn xuống đây làm lại thì em vẫn có thể làm được. Rồi dễ luôn. Chào chị ạ. Chị thấy là được đó. Mặt rất là phúc hậu nha. Đúng rồi. Cậu con trai này hiền á. Đứng về mặt phụ huynh là nó chịu đó. Em đi với ai ạ? Dạ em đi với vợ chồng em trai. Và có chị bạn thân. Nói chung là ở Sài Gòn này thì chị giống như gia đình thứ hai của em á. Chào chị Hồng Vân với chào anh Quyền Linh. Nếu mà nói về kinh tế thì bên đàn gái cũng an tâm. Cái thứ hai là em này không có rượu chè bê bết gì hết mà lo làm ăn chí thú dữ lắm. Và nhận xét bên đàn gái thì thấy em gái rất là xinh, hiền. Hai bạn đến đây thì hãy cho nhau cơ hội. Chị xin chúc chương trình thành công. Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Rồi, em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với hai người bạn thân từ thời đại học và các chị em ở trong công ty. Dạ chào anh Quyền Linh và cô Hồng Vân. Thì theo em thấy là đối với bạn nam bên đây thì cũng khá là hiền lành và chân thật. Yến thì là một người rất là dịu dàng, tức là thuộc mẫu phụ nữ ngoan hiền lắm. Nên là em nghĩ là hai bạn cũng cùng quê nữa. Nói chung là mọi thứ thì có lẽ là nên cho nhau cái cơ hội để mà tìm hiểu kỹ về nhau hơn. Thuận lợi đúng không? Dạ. Rồi cảm ơn em. Yên tâm này ha. Bây giờ thì mở rào. Chào bạn. Chị em chào anh. Dạ. Với chương trình ngày hôm nay em có món quà nhỏ tặng anh ạ. Rồi cảm ơn em nhé. Thì hiện tại đây là cái khung hình. Trên khung hình thì đang thể hiện là một chàng trai cô đơn đang đi tìm nửa kia của mình. Thì em hy vọng là sau chương trình ngày hôm nay á, anh sẽ tháo cái bức tranh chàng trai cô đơn này ra để lắp vào bằng hình ảnh của anh cùng người mà anh đang đi tìm kiếm. Và sau đó thì anh sẽ nhân đôi số lượng lên là thay vì hình anh người đó và hình của những đứa trẻ. Rồi cảm ơn em nhiều nhé. Thôi dễ thương quá. Còn đây là một quyển sách, anh rất là thích quyển sách này. Nó có những cái mẩu chuyện nhỏ trong đó về cuộc sống và rất là ý nghĩa. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Còn một món quà nữa. Anh thì không có khéo tay, không biết được làm đồ handmade. Cho nên anh có đồ Hindu vậy. Đây là trứng gà, từ tay anh nuôi từ nhỏ đến lớn và mang đến để tặng em. Trời ơi, trứng gà hả? Dạ, trời, trứng đây là trứng gà của nhà luôn ạ. Mới gặp mặt thì em có cảm nghĩ gì về anh không nhờ? Thì cũng đúng như là chị Hồng Vân, anh Quỳnh Linh và bạn em nhận xét. Nhìn anh rất là chững chạc, chân thành. Còn anh thì có nhận xét như vậy không ạ? Anh thì nhận xét là em cũng rất là trông rất là hiền, cũng dễ thương. Thì nói chung là anh còn có một sở thích nữa mà không biết là em có không thích không. Đó là thỉnh thoảng là anh cũng có thấy gái xinh thì anh vẫn ngắm nha. Thấy gái xinh mà không ngắm thì em lo hơn anh ạ. Trời ơi, bao dung dữ vậy. Dạ. Tức là thấy gái không. Xinh là phải ngắm đó mà. Ngắm nhưng mà đừng có hành động gì sau lưng em là được. Chịu dạ. Ngắm thôi. Hiện tại là anh đang công mở shop thời trang ở Đắk Lắk. Đúng rồi. Vậy trong thời gian mà tìm hiểu á, thì lúc mà hẹn hò thì sẽ như thế nào anh hả? Thì nếu mà hẹn hò thì có thể một vài tuần gì đó anh có thể xuống thăm em một lần. Rồi sau đó mình đón ở quê luôn. Mình để yêu ở quê xa luôn. Cực quá ha. Bây giờ tính đi, nếu mà hai đứa thực sự mà muốn tìm hiểu thì là hoặc đứa này lên núi hoặc đứa kia xuống non đi. Nhưng mà nói thật là em định hướng phát triển sự nghiệp của em ở thành phố ấy. Cái đó anh có thể tìm hiểu thêm. Tại vì định hướng của anh là vẫn có thể xuống Sài Gòn làm việc được. Cho nên là anh muốn nếu mà em ổn định ở đây thì anh có thể tìm công việc ở đây để anh làm. Lâu lâu cởi voi xuống Sài Gòn nữa. Dạ. Bây giờ mình nếu như mình kết hôn thì tiền bạc ai quản lý, rồi con cái mong muốn thế nào, con trai con gái gì đó, quan điểm của từng bạn. Anh nói anh rất tiết kiệm đúng không? Đúng thì rồi. Em nghĩ là như vậy thì em không cần quản lý đâu ạ. Để cho anh quản lý của anh, em quản lý của em cũng được. Nhưng mà cần hàng tháng báo cáo giùm em cái số dư.
căng nhà. Dạ, còn con thì em trai gái cũng được. Còn anh thì sao? Về tiền bạc thì anh cũng có cùng suy nghĩ đó, tức là tiền thì mình có thể có một quỹ chung, nhưng mà mọi người có thể quản lý tiền riêng của mình chứ không nhất thiết là phải đưa về một ai đó quản lý. Có thể những việc lớn thì mình bàn bạc với nhau, nhưng mà những việc nhỏ nhỏ thì có thể tự chi, không cần phải bàn. Bây giờ bạn trai bước tới nắm tay bạn gái để chúng ta trao cảm xúc cho nhau, cảm nhận về nhau đi, rồi mình tiến hành bấm nút. Anh thì trước giờ cũng không hát, không biết hát. Thôi thì anh hát vài câu mới tập đi. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau, dù cho bao đôi thay. Cho ngày sẽ thôi qua êm đềm, và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày. Dạ hết ạ. Bạn gái hát. Rồi cảm ơn anh. Ra là em không có năng khiếu về hát, nhưng mà tại vì hôm nay là sinh nhật của bạn nam á, thì em cũng xin được bạo gan hát một đoạn ngắn. Dạ em xin hát một đoạn cho bài Phố Hoa. Nụ hoa thắm như giọt sương ban mai, nhìn là mây trắng đang nhẹ trôi chân trời. Thành thang phố hoa nắng vừa lên môi rồi, anh đi với em giữa trời hoa anh hỡi. Nụ hôn đó những lời yêu mê say, là một xuân mãi mãi chỉ cần anh bên người. Đôi khi hờn ghen, đôi khi giận nhau vu vơ, nhưng trong lòng em con tim tình yêu trao anh. Dạ, em cảm ơn. Rồi, trở về vị trí đi các bạn. Chúng ta chuẩn bị để tay vào nút bấm và đưa ra quyết định của mình. Kiểm tra lại con tim mình đi các bạn. Phải có trách nhiệm trong lời nói và trách nhiệm trong sự quyết định của mình. 3 2 1 1 Wow. Chúc mừng. Em trai đã bấm ngay từ lúc chưa đếm luôn. Em gái vẫn còn suy nghĩ còn... Không, em đợi anh đếm hả? Đợi anh đếm rồi hả? Người ta làm đúng nguyên tắc, còn ông kia là vô nguyên tắc. Chúng ta cứ đến. Thực sự hôm nay là ngày sinh nhật của em. Em rất là may mắn trong ngày hôm nay. Đây là người con trai đầu tiên của bạn này đó. Nhiệm vụ của mình là đặt nụ hôn đầu tiên. Chúng ta bắt đầu nào. Em đồng ý không? Dạ. Thôi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Vina Cacao xin gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền. Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương. Vita Dairy. Nhãn hàng Queen Daily cà phê hòa tan mang đi, mang lại sự tỉnh táo, đánh tan cơn buồn ngủ, hân hạnh tài trợ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Combo quà tặng 3 vị cà phê cho những trải nghiệm thú vị. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn anh chị. Đây là một cái phiếu bốc thăm may mắn, thì khán giả sẽ nhận được một nồi cơm điện trị giá 350.000. 09 Chúc mừng nha. Khán giả xem truyền hình cũng có thể nhận được quà tặng là một chiếc Smart TV Akino 32 inch nếu trả lời câu hỏi của chương trình thông qua fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thực hiện phiên bản đặc biệt dành cho các cán bộ quân nhân đang có công tác trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Mời các anh chiến sĩ quân đội hoặc bạn nữ nào có nguyện vọng tìm người yêu là các chiến sĩ quân đội thì nhanh tay đăng ký tham gia.